Đây là cây dây thiều canh lá to. Tên khoa học của nó là Gymnema latifolium. Latifolium có nghĩa là lá to. Nó cùng chi với cây dây thiều canh. Và về đặc điểm thì nó là một cây dây leo, vì vậy chúng ta thấy là để trồng nó lại cần phải có giàn. Và nó có nhựa mủ trắng hoặc là màu vàng. Đó là khi chúng ta bẻ ra thì chúng ta sẽ phát hiện ra là nhựa mủ của nó màu vàng. Cái thứ hai nữa là đặc điểm nữa, đó là cả thân non và lá của nó thì có rất nhiều lông. Vì vậy làm cho nó hơi hơi ngả màu vàng. Và một điểm rất đặc biệt là nếu như chúng ta nếm cái lá này, chỉ cần một cái lá này thôi, thì trong vòng khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ mất cảm giác ngọt một cách rõ ràng. Và lúc đó chúng ta ăn đường sẽ như là ăn cát. Thưa quý vị và các bạn, như ở phần đầu của chương trình thì chúng tôi đã giới thiệu là trong phần cây thuốc quý ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây dây thìa canh, và tiến sĩ Trần Văn Ơn là giám đốc công ty Dược Khoa sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu rõ hơn về cây này. Cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng, chào chị, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình. Câu hỏi đầu tiên thì xin được hỏi tiến sĩ là cây dây thìa canh lá to thì có công dụng như thế nào ạ? Việc phát hiện ra cây dây thiều canh lá to nó là kết quả của cái đề tài nghiên cứu của Bộ Y tế, và nó là lần đầu tiên được phát hiện trên thế giới chứ không phải mỗi Việt Nam. Thì tác dụng chính của nó là nó làm tăng tiết insulin ở tuyến của đảo tụy. Đấy, vì vậy thì khi mà dùng dây thiều canh lá to thì nó làm giảm đường huyết. Vì vậy thì tác dụng chính của nó là dùng cho người bị đái tháo đường. Tức là theo như tiến sĩ vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là cây dây thiều canh lá to sẽ giúp ích được rất nhiều cho những người mắc bệnh tiểu đường đúng không ạ? Vâng ạ, theo tôi được biết thì công ty Dược Khoa của Trường Đại học Dược Hà Nội đã nghiên cứu cũng như là chiết xuất ra một số các cái sản phẩm mà chiết xuất từ cây dây thiều canh lá to để hỗ trợ cho những bệnh nhân bị tiểu đường. Vậy thì tiến sĩ có thể chia sẻ đôi lời về công ty của mình ạ? Công ty Dược Khoa là một cái công ty mà thuộc sở hữu của nhà nước, chủ sở hữu trực tiếp là Bộ Y tế. Và ngoài ra thì còn có Trường Đại học Dược Hà Nội cũng là chủ sở hữu. Vì nó như vậy cho nên là công ty này không đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Thì ngoài lợi nhuận ra thì một trong những yếu tố rất là quan trọng đó là làm thế nào để tạo ra các cái sản phẩm để phục vụ cho người bệnh, và đặc biệt là sứ mệnh của công ty là chuyển toàn bộ cái kiến thức cũng như là công nghệ và các cái công trình nghiên cứu của các thầy, các cô ở Trường Đại học Dược Hà Nội thành các sản phẩm để phục vụ cho sức khỏe của con người. Thưa ông, vậy thì đến thời điểm này thì công ty mình đã đưa ra được những cái sản phẩm nào để mà giúp ích được cho cộng đồng chưa ạ? Hiện nay thì tổng số sản phẩm mà công ty sản xuất là khoảng trên 40 sản phẩm tất cả. Là cái sản phẩm đặc biệt nhất công ty đó là công ty đi rất sâu về nghiên cứu các cái thuốc có nguồn gốc từ thảo dược. Những cái dược liệu ở Việt Nam mình, Việt Nam ta có lợi thế rất là lớn về cái nguồn dược liệu và nó được sử dụng từ hàng ngàn đời nay. Thì vấn đề là làm sao ta chuyển nó thành sản phẩm, chứ không phải chỉ có vài cái lá mà sử dụng ở cộng đồng, mà làm sao cho nhiều người hơn có thể được sử dụng những và được hưởng lợi ích từ những cái nguồn cây cỏ của Việt Nam cũng như là cái tri thức sử dụng của Việt Nam. Thì một trong những cái số sản phẩm đó là cái dòng sản phẩm cho tiểu đường, cho ngành cho người tiểu đường thì có tên là DKBetix. Chữ DK là dược khoa. Đấy, và Betix là viết tên lái đi của diabetes, có nghĩa là bệnh tiểu đường. Vâng, trước khi chúng ta tìm hiểu những cái sản phẩm mà chiết xuất từ các cái loại thảo dược mà để hỗ trợ và điều trị các cái bệnh đái tháo đường, vậy thì tiến sĩ có thể chia sẻ với quý khán giả đang theo dõi chương trình là cái bệnh đái tháo đường đó thì gây cho chúng ta hậu quả như thế nào và cái tác hại của bệnh đái tháo đường đối với con người của Việt Nam ạ? Thì trong dân gian chúng ta thì thường nghĩ rằng đó là cái bệnh mà khi đái ra thì kiến bu vào, thế là đấy là ai ai cũng biết như thế đúng không ạ? Thế nhưng gần đây thì khi mà đời sống phát triển thì Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới có tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường lớn nhất, đặc biệt là cái tỷ lệ béo phì lên rất là cao. Và cái việc nó cái bệnh này nó phát triển nhanh như này thì nó gây ra hai vấn đề. Một là đối với người bị bệnh thì khi rất nhiều người bị mắc bệnh tiểu đường mà không để ý. Thực ra có khi chúng ta cũng có đấy, thế nhưng mà ta không 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 để ý nó đến khi nó gây ra biến chứng. Cái nguy hiểm nhất là biến chứng ví dụ như là mù mắt rồi thì lở loét, đặc biệt là tắc mạch, cho nên là dẫn đến là phải cắt chân cắt tay, cưa chân cưa tay, thì coi như là đấy là những cái kinh hoàng đúng không ạ, chưa nói tử vong, chỉ nói những cái khốn khổ cho sức khỏe thì đã là thấy rất là khổ rồi. Cái thứ hai là khi đã phát hiện ra mắc bệnh tiểu đường thì
không ai chữa được khỏi bệnh tiểu đường này cả. Khi đã mắc bệnh này thì phải dùng thuốc gần như là chung thân, có nghĩa là ta phải làm bạn với thuốc. Vì vậy cho nên là nó tạo ra một cái gánh nặng rất lớn cho ngân sách dành cho y tế, bởi vì chúng ta vẫn biết là chúng ta vẫn có phần hỗ trợ nhất định về những cái này. Như tiến sĩ vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là bệnh đái tháo đường rất là nguy hiểm. Vậy thì trong phần tiếp theo của chương trình thì tiến sĩ có thể chia sẻ một số đôi điều để cho quý khán giả đang theo dõi chương trình là họ sẽ tự cảm nhận, tự khám bệnh cho bản thân cũng như là tự phòng bệnh bằng cách nào ạ? Thì họ sẽ có phải đi xét nghiệm máu định kỳ không ạ? Những cái dấu hiệu mà bị bệnh tiểu đường ấy thì là uống nhiều, thứ hai là sút cân, đấy là những dấu hiệu cơ bản. Còn cái chứng mà ta đi tiểu mà có kiến bâu vào thì có phải bây giờ toàn đi toilet cả, ai mà phát hiện được đâu, đúng không? Cho nên nếu như ai có những mắc những cái chứng như thế, hoặc là đặc biệt những người mà dễ mắc là những người béo phì, thì nên đến các cái cơ sở y tế gần mà có khả năng test những cái này để kiểm tra. Thì cái này nó không quá đau đớn mà không mất nhiều tiền, nhưng cái sức khỏe là vốn rất là quý và làm cái này bây giờ rất nhanh. Quay trở lại với chủ đề của chương trình ngày hôm nay là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây dây thìa canh lá to. Vậy thì tiến sĩ có thể chia sẻ là các cái sản phẩm mà từ công ty dược khoa chiết xuất ra từ cây dây thìa canh lá to được không ạ? Dây thìa canh lá to ấy, thì nó đầu tiên nó được bộ môn thực vật của trường Đại học Dược Hà Nội nghiên cứu đầu tiên trong đề tài cấp bộ. Thì sau đó thì mới phối hợp với công ty dược khoa nghiên cứu phát triển để tạo ra sản phẩm. Thực chất nó là một cái dự án nghiên cứu khá dài hơi mà cũng được nghiên cứu rất là công phu. Kết quả là đã tạo ra 3 cái sản phẩm ở 3 cái phân khúc thị trường khác nhau. Hay nói cách khác là 3 sản phẩm dành cho 3 loại người có túi tiền khác nhau. Thì cái sản phẩm rẻ nhất ý, là phù hợp nhất đó là cái dược liệu thô như thế này. Nên là nó được thu hái này, rửa này. Sau đó là sấy sao khô đạt hàm lượng thủy phần nhất định, thế sau đó thì hút chân không để có thể bảo quản lâu dài được. Thì nếu như chúng ta sử dụng những cái sản phẩm như này thì một ngày điều trị là chỉ khoảng 3.500, khoảng 3.500 là cái người mà có ít tiền nhất. Nhưng mà các bác chịu khó đun một tí, có nghĩa là hàng ngày các bác lấy ra các bác đun nước uống, hoặc các bác cho vào tủ lạnh xong nó dùng dần, thì đấy là cái sản phẩm ở phân khúc thấp nhất. Ở phân khúc cao hơn thì ai có nhiều tiền hơn một chút thì dùng loại này, nó giống như trà Lipton. Đấy, có nghĩa là ta cho vào, ta đổ nước sôi vào và ta dùng nó. Thì cái này chúng ta có cái giá điều trị ấy, là giá mà sử dụng ấy, thì khoảng 4.000 một ngày, có nghĩa là cao hơn cái loại trước một chút. Còn cái sản phẩm cao nhất ấy, thì chúng tôi sử dụng cái sản phẩm này là viên nang. Thì chỉ cần là uống viên này, đấy là xong. Để cái này thì nó được sấy và nó được chiết xuất và nó được sấy bằng các cái công nghệ hiện đại bây giờ. Cho nên là tác dụng của nó cũng ổn định, và đặc biệt là một ngày dùng mỗi một viên thôi. Tuy nhiên chi phí của nó là khoảng 6.000 một ngày. Khoảng 6.000 một ngày. Tiến sĩ có thể chia sẻ sâu hơn về cái quy trình sản xuất ra những cái sản phẩm này được không ạ? Để sản xuất được nó thì việc đầu tiên là phải trồng. Đúng không ạ? Thì trồng thì chúng tôi đã có cái vùng trồng mà quý vị đã nhìn thấy, thì là nó được nghiên cứu khá kỳ công, vì trước đây chưa ai biết cây này nó sinh trưởng ra sao. Chúng tôi phải mò vào rừng, bắt đầu mới theo dõi xem là cây này nó mọc trong điều kiện như thế nào, sau đó nó ra hoa, nó kết quả vào lúc nào. Sau đó thì mới hò nhau đi, đúng cái mùa đấy là đi trèo lên cây vặt lấy quả của nó, nhặt lấy cây con, xong mới mang về mới nghiên cứu xem nó mọc ra sao, tỉ thời gian nó mọc lúc nào cho thu hoạch, làm giàn như thế nào. Tất cả những cái đấy là thực sự là cũng rất mất thời gian để nghiên cứu. Và đến giờ thì chúng tôi đang nghiên cứu thành công, là đã có khả năng chủ động về nguồn của nó và lúc nào thu hái ra sao thì chúng tôi hoàn toàn có khả năng rồi. Thế sau khi mà làm ra cái dược liệu như này thì bước tiếp theo là phải nghiên cứu chiết xuất nó. Đấy, chiết xuất. Và mỗi một sản phẩm này nó sẽ có con đường đi khác nhau. Ví dụ như là đối với sản phẩm trà này thì nó khá là kỳ công ở chỗ như này, là dược liệu được chia thành hai phần. Một phần thì được xay tạo ra cái cốt mà chúng ta mở ra chúng ta có thể nhìn thấy. Đó là cái phần mà ta thấy giống như là lá trà, đúng không ạ? Đấy là cái cốt. Thế một phần nữa thì chúng tôi chiết xuất. Đấy, chiết xuất xong rồi thì chúng tôi tẩm trở lại vào cái cốt này. Sau đó chúng tôi mới sấy và sau đó mới sao để tạo ra hương để uống, nó không ngái. Và chúng tôi thêm một số các cái phụ gia khác, nhưng mà không phải hóa chất đâu nhé, hoàn toàn là thiên nhiên để nó dễ uống hơn và nó thân thiện hơn với chúng ta. Thưa tiến sĩ, là tiến sĩ có thể chia sẻ thêm là đối tượng như thế nào thì có thể sử dụng 3 cái sản phẩm này, người chưa mắc bệnh hay là người đã mắc bệnh rồi, bởi vì nếu mà sử dụng này thì là hỗ trợ điều trị hay là phòng chống ạ? Sản phẩm này ấy, thì tốt nhất là dùng cho những người mà có phát hiện ra mình bị tiểu đường nhưng mà ở giai đoạn là còn thấp. Đấy, thì chúng ta biết là bệnh tiểu đường rất nguy hiểm,
Cho nên nếu chúng ta ở cái mắc bệnh tiểu đường rất nặng rồi, ví dụ như là đường huyết cỡ 12, 13, 14 trở lên thì đã là thuộc loại nặng, đúng không ạ? Nếu như chúng ta mà sử dụng mà không cẩn thận ấy thì có thể dẫn đến những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Đấy, cho nên tốt nhất ấy, lời khuyên ở đây là bệnh nhân ở tiểu đường ở thể nhẹ thì chúng ta biết rằng là khi mắc bệnh tiểu đường ở hàm lượng phát hiện là 9 mmol trở xuống thì hiện nay phác đồ điều trị là người ta chưa khuyên là dùng thuốc tây, mà ta chỉ khuyên là thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện. Sau đó một thời gian thì đến khám trở lại. Thì đây chính là cái thích hợp nhất để sử dụng sản phẩm này. Thì chúng ta chỉ việc mang về chúng ta, đây là chế độ ăn uống này, chúng ta thêm một gói trà một ngày, nó cũng chẳng đáng là bao, đúng không ạ? Nhưng nó kiểm soát đường huyết của chúng ta rất là tốt. Và với cái liều thiết kế của chúng tôi ấy, thì cứ mỗi một ngày mà dùng cái liều thiết kế này thì nó có thể giảm xuống khoảng 2 mmol. Như vậy cũng đủ để kiểm soát đường huyết và đặc biệt là nó ổn định đường huyết cho chúng ta. Đấy, trường hợp thứ hai là khi chúng ta đang dùng thuốc tây nhưng mà đường huyết nó vẫn dao động và nó không ổn định. Có rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị như thế. Chúng ta dùng cái này thì nó ổn định luôn. Nó giúp chúng ta ổn định. Cho nên là chúng ta có chuyện là hôm nay ông bạn ông mời đi uống bia thì chúng ta cũng yên tâm hơn về vấn đề này. Thì nó giúp cho cái đó có là người ta gọi là dùng kèm. Là dùng thuốc tây rồi vẫn cứ dùng, sau đó chúng ta dùng kèm cái này. Và có rất nhiều bệnh nhân là sau một thời gian khi nó đã hạ dần xuống rồi thì bỏ dần thuốc tây và chỉ dùng mỗi cái này. Thì đấy chính là những cái cách sử dụng khác nhau của sản phẩm này. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì tiến sĩ có thể chia sẻ là nhiều khán giả theo dõi chương trình ấy, thì có thể họ sẽ nghe thấy cây dây thìa canh lá to và họ không có điều kiện mua cái sản phẩm này, họ lại mua các cái sản phẩm dây cây thìa canh lá to mà sao khô ở trên thị trường. Liệu họ có bị mua phải những cái hàng giả, mà cái hàng mà ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng không, nếu mà họ sử dụng không đúng nhá? Cái việc mà chúng ta dùng dược liệu mà trôi nổi trên thị trường ấy nó cực kỳ nguy hiểm. Tôi là nhà thực vật học chính cống, thế mà với tôi phải mất một năm mới biết được, bởi vì sao? Trong rừng nó tồn tại hàng trăm loại dây leo và có hàng chục loại na ná như thế này. Cho nên là nếu như các bác mà đi mua, mà các bác đi vào rừng thu hái, cái chuyện lấy lẫn là chuyện bình thường. Mà lẫn thì nó dẫn đến là đáng nhẽ tác dụng, nó có tác dụng nó lại không. Chưa nói là chế biến nhé. Những cái sản phẩm mà người ta mang phơi nắng bình thường xong đóng bao tải, mà tôi gọi là dược liệu bao tải đó, thì cái loại đấy nó bị mốc. Mà mốc thì các bác biết rồi. Trong đó nó khi nó mốc ấy, đặc biệt là mốc xanh, nó tiết ra aflatoxin là cái chất rất hại cho gan, dùng lâu sẽ ung thư gan. Cái này uống hàng ngày, mà chúng ta một ngày uống được không sao, mà chúng ta uống một năm mà aflatoxin vào người thì còn đâu là người nữa. Cho nên là khi dùng chúng ta hết sức cẩn thận là xuất xứ hàng hóa phải rõ ràng, là nó có nhãn hiệu, và đặc biệt là nó nói là ai là nhà sản xuất, nó có số điện thoại, có các thứ, thì đây là cái bảo đảm tối cao. Thế còn dược liệu mà được đóng trong bao tải chỉ nói là cái này xong viết nguyền ngoào vài chữ thì có lẽ chúng ta phải thận trọng.